Xin chào, rất vui vì các bạn đã ghé thăm và chào mừng bạn đến với khám phá thế giới. Các bạn thân mến, trong thế giới bao la rộng lớn của đại dương, có một loài sinh vật sở hữu cho mình rất nhiều khả năng đặc biệt và có thể gọi chúng là những siêu năng lực vô cùng lợi hại. Đó chính là loài mực nang. Ngoài khả năng săn mồi thượng thừa của mình, thì khả năng ngụy trang và chạy trốn của chúng cũng thực sự ấn tượng. Có khả năng ngụy trang theo ý muốn và sẵn sàng phun mực vào mặt kẻ thù. Khi cần thiết chúng có thể phóng cơ thể thoát đi với vận tốc 40 km/h. Tuy nhiên, khi tìm kiếm thức ăn, chúng còn thể hiện biệt tài đáng kinh ngạc hơn nữa, đó chính là khả năng thôi miên. Khi con mồi chúng phải tuyệt chiêu này của mực nang, thì chúng sẽ bị cuốn vào màn hiệu ứng ánh sáng đầy ma mị và ngay lập tức đứng bất động tại chỗ. Khi đã tiến đủ gần tới chỗ cua biển, mực nang sẽ phóng ra hai xúc tu dài với miệng hút có răng cưa để tóm bắt con mồi. Vậy tại sao mực nang lại lợi hại như vậy? Sau đây xin mời các bạn cùng với chúng tôi cùng khám phá loài vật đặc biệt này nhé. Bộ mực nang, danh pháp hai phần, Cepida, là một bộ động vật nhuyễn thể thuộc lớp Cephalopoda, trong đó cũng bao gồm mực ống, bạch tuộc và ốc anh vũ. Mực nang có một lớp vỏ bên lớn, sở hữu con mắt hình chữ V kép, 8 vòi và 2 xúc tu có các miệng hút có răng cưa để giữ chặt con mồi của chúng. Mực nang có kích thước từ 15cm đến 25cm. Với loài lớn nhất, Cypia apama, có áo đạt chiều dài 50cm và nặng hơn 10,5kg. Với khả năng săn mồi siêu đẳng, chúng ăn tất cả những gì có thể, từ động vật thân mềm nhỏ, cua, tôm, cá, bạch tuộc, giun và mực nang khác. Và kẻ thù của chúng cũng nhiều không kém, bao gồm cá heo, cá mập, cá, hải cẩu, chim biển và mực nang khác. Và tuổi thọ của loài này khá ngắn ngủi, chúng có thể tồn tại từ 1 đến 2 năm mà thôi. Những nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng mực nang là một trong những động vật không xương sống thông minh nhất. Và loài này cũng có tỷ lệ kích thước não so với cơ thể thuộc dạng lớn nhất trong số tất cả các động vật không xương sống. Giống như người anh em họ hàng bạch tuộc, mực nang có thể ngụy trang bằng cách đổi màu cơ thể cũng như thay đổi hình dạng để tránh những kẻ săn mồi. Nhưng khi đi săn, chúng có một siêu năng lực khác là thôi miên. Vậy sự thật của siêu năng lực này là gì? Chúng ta hãy cùng khám phá nhé! Trên cơ thể mực nang có rất nhiều các tế bào sắc tố đặc biệt, mực nang có thể làm chuyển động các mảng màu trên cơ thể để thu hút sự chú ý của con mồi. Các tế bào đặc biệt trên da của loài mực này giãn nở rồi co bóp, tạo ra một màn trình diễn màu sắc ấn tượng để thôi miên con mồi. Khi con mồi mất tập trung, chúng ngơ ngẩn và đứng yên, thì mực sẽ tiến lại gần và nhanh như cắt chúng sẽ phóng ra hai xúc tu dài để bắt con mồi. Tuy nhiên, mực nang cũng có những kẻ thù cần trông chừng. Chúng có thể rất thông minh, nhưng cá mập có kích thước lớn hơn và quan trọng là chúng luôn xem mực nang là một bữa ăn thịnh soạn. Khi đó, chúng khôn khéo sử dụng ngay lập tức chiến thuật đổi màu da để hòa mình vào môi trường xung quanh khi cá mập bơi ngang qua. Giống như bạch tuộc, mực nang là loài giỏi bắt chước. Chúng thay đổi màu sắc, họa tiết trên da và tư thế để lập tức tàng hình. Chúng có thể thực hiện những chuyển động phức tạp bằng xúc tu để bắt mồi hoặc tiến hành nghi thức ghép đôi. Trong một nghiên cứu về loài này của các nhà sinh vật học còn cho thấy một điều khá bất ngờ về loài mực này. Đó là con đực có thể làm cho một nửa cơ thể chúng trông giống con cái để đánh lừa đối thủ. Ở một bên cơ thể, chúng mô phỏng những đặc điểm của con cái để ngăn chặn các đối thủ tiềm năng, trong khi ở mặt kia, chúng trưng ra những màu sắc nam tính bắt mắt. Khả năng này cho phép chúng hấp dẫn bạn tình mà không sợ bị kẻ thù xua đuổi. Hành vi có vẻ như là rất thông minh trên, thường thấy ở loài mực nang Cypia plangoon, sinh sống phổ biến ở vùng ven biển phía đông Australia. Chúng làm vậy để tăng cơ hội ghép đôi trong đời sống ngắn ngủi, khi số lượng con đực vượt xa so với con cái và sự cạnh tranh của chúng gắt gao hơn, thì chiến thuật này được áp dụng sẽ trở nên hiệu quả hơn rất nhiều. Khả năng thích ứng tuyệt vời của loài mực này cho phép chúng sinh sôi và phát triển nhanh chóng trong hàng triệu năm qua. Nhờ đó, ta biết được thêm rất nhiều về loài động vật thân mềm này và cách chúng làm chủ nghệ thuật sinh tồn dưới đáy biển sâu. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì xin hãy like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh ngày càng phát triển nhé. Đừng quên cho khám phá thế giới biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Cảm ơn các bạn.